Timmy học cách trở nên dũng cảm. Ngày xưa, có một chú khủng long đáng yêu tên là Timmy. Timmy rất to lớn, nhưng cậu thường cảm thấy hơi rụt rè và ngại ngùng khi chơi với những chú khủng long khác. Timmy rất muốn kết bạn với một cô khủng long nhỏ xinh tên là Daisy. Nhưng cậu lo lắng rằng Daisy có thể sợ cậu vì cậu quá to. Một ngày nọ, trời nắng đẹp, Timmy quyết định sẽ dũng cảm hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến gần Daisy và nói, "Xin chào Daisy." Daisy bất ngờ nở một nụ cười thật tươi và nói, "Chào Timmy, bạn có muốn chơi với chúng tôi không?" Timmy rất vui mừng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu đã cùng Daisy và các bạn khác vui chơi suốt cả buổi chiều. Từ hôm đó, Timmy nhận ra rằng sự dũng cảm có thể mang lại niềm vui và kết thêm nhiều bạn mới. Timmy trở nên mạnh mẽ hơn và cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Oh,